anh em ơi. Đấy, thì đợt vừa rồi thì cũng gom gom một cái lô này về nhà, là có bao tiền là cũng gom hết và đưa hết vào pin rồi anh em ạ. Đấy, toàn bộ là V-Sun anh em nhé, V-Sun từ 275 cho đến 405. Đấy, thì pin này người ta cũng đóng sẵn kiện như thế này rồi. Đây em ví dụ em cái pin này ra này. Ví dụ pin này này là 395W này. Đấy, ví dụ pin này thì là 370W này. Đấy, hàng này thì kịch độc xịn sò lắm này. Tuyệt vời anh em nhé. Rất rất nhiều pin đây, nguyên đai, nguyên thùng đây. Đây cái thùng này là 395W này. 72M này. Nói chung là cái dòng 72M này thì chỉ đến 395 thôi. Dòng này cũng 395 này, 395 rất nhiều rồi. Đây là hai mặt kính này, cũng V-Sun luôn anh em ạ. Hai mặt kính V-Sun. Đây pin này nữa. Ở nguyên thùng giấy này. Nguyên thùng giấy này là 325W này. Đấy, những cái loại pin này nó vừa vừa tiền, nó không quá đắt. Thì là tuyệt vời anh em nhé. Còn chi tiết thì lát nữa em sẽ cho anh em xem chi tiết thông số của từng các loại tấm pin. Đấy, đã xử lý ok. Đây, 405 này. Đấy, đẹp quá anh em ạ. Quá đẹp luôn. Ok anh em. Vâng, sau đây thì em sẽ chi tiết cho các bác các cái hình thức và cái nội dung của từng tấm pin đấy, tấm pin sạc hệ 12V các bác nhá. Đấy, còn kho thì rất nhiều pin, nhưng mà chủ yếu là hôm nay cái video này sẽ giới thiệu cho các bác về cái tấm pin mà chuyên sạc cho hệ 12V giá cực mềm. Đấy, tấm đầu tiên là giá của nó là 1.100.000 em bao phí vận chuyển anh em nhá. Đấy, đây là tấm 100W này, giá từ 1.100.000 theo đúng cái tinh thần của video với các bác. 1.100.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn, trừ ngoài đảo các bác nhé. Đảo giá nó đắt hơn anh em ạ. Đây, pin này là pin thương hiệu S-Solar này, SS36M 100W, Make in Việt Nam. Đấy, công suất 100W. Cái này thì em bán buôn cũng nhiều và bán lẻ cũng nhiều luôn. Cũng rất là nhiều người sử dụng rồi nhưng mà chưa ông nào chửi cả. Chứng tỏ là pin tốt. Có một bác ấy thử không có điện, cũng nói thật với các bác là không có điện. Thế thì nó do là vận chuyển bác ạ, về nhà mới xác định ra nhà máy nó xác định ra là vận chuyển. Thế thì bác ấy lại đổi ý, bác ấy chuyển sang thành tấm 200W. Thế ok luôn. Thế em cũng đổi luôn cho bác ấy, mà cái phí đi lại là em chịu luôn đấy. Mà lúc bị vỡ ấy, mà không ra điện này. Đấy. Thế còn về cơ bản thì chả có pin là không ra điện cả. Người ta bảo hành 15 thì một vài tháng, một vài ngày thì chả ý nghĩa gì. Đấy. Cái tấm pin thứ hai là tấm pin này. Pin này thì đời mới hơn một chút. Về hình thức thì nó cũng cái to hơn pin kia một chút đấy. Pin nhập khẩu Trung Quốc cũng 100W thôi, nhưng mà nó to hơn, cao hơn một chút, chút xíu thôi. Đấy, thì giá của nó là 1.250.000, em cũng bao phí vận chuyển luôn. Đây, em quay qua thông số cho mọi người tiện theo dõi đây. Đối với cái tấm pin 1.250.000 này thì nó mang thương hiệu là Solar Fancy này. Cũng SF36M này, 100W này, sai số 0-3% này. Điện áp hở là 23,93V. Dòng ngắn mạch là 5,42A. Điện áp làm việc 19,8V và dòng làm việc là 5,06. Đấy, lối tiếp các tấm đường 1000V. Kích thước là 1080x540x35, đơn tinh thể monosilic. Đấy, hàng loại 1. Đấy. Thì cái tấm này cũng phù hợp cho anh em xài cái hệ 12V, tức là các bác có cái bình ắc quy độ khoảng 50Ah trở xuống. 100Ah thì nó vẫn sạc, nhưng mà nó chậm, một ngày thì không đủ đầy cho cái bình 100Ah. Đấy, bình này thì cái tấm pin này thì nhập khẩu Trung Quốc, chất lượng nó cao hơn một chút xíu. Và hàng là 9BB. 9+3 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, hàng 9BB nhập khẩu Trung Quốc. Thì giá của em nó là 1.250.000, em cũng bao phí vận chuyển luôn. Đây, còn cái tấm này cũng để sạc cho hệ 12V.
Đấy, ba cái pin này đều sạc cái hệ 12V nhé. Có tấm 150 nữa, nhưng mà tấm 150 thì em không quay nữa. Giá của nó là 1.800.000, em bao phí vận chuyển của Solar Fancy 9BB và cũng hàng nhập khẩu. Thế còn tấm này thì hàng S-Solar sản xuất tại Việt Nam. Đấy, cái tấm này thì 200W là bán quá nhiều rồi. Cái tấm này thì đúng là hàng này là hàng thế mạnh của bên em rồi. Đây, lát em quay cái kho em sẽ mang về được bao nhiêu tấm. Đây, thông số của nó đây mọi người nhỉ. Em quay lại nhé, rất nhiều video em quay rồi. 200W, 19.38V. 19.38V này nó cực kỳ phù hợp cho cái hệ sạc 12V anh em nhé. Chỉ cần qua một cái sạc PVKM thôi. Đấy, cái sạc Sure PVKM mà em hay gọi là sạc quốc dân ấy. Cái đấy thì em tính 200.000 một chiếc. Nhưng mà nó tuyệt vời. Là con này có thể là lấy được tận dụng khả năng của cái tấm pin này rất là cao rồi. Nếu được MPPT thì tốt, nhưng mà không được MPPT thì sạc con này PVKM với cái 20V này để xuống 14V3 để sạc cho cái hệ 12V thì nó là chuẩn rồi. Đấy, nó vừa tiền, ai cũng có thể chơi được. Vì cả pin này, cả pin cả sạc thì nó rơi vào 1.850.000 em bao phí vận chuyển. Thế còn nếu bác nào mà không muốn mua sạc thì cũng cặp trực tiếp vào cũng được. Nhưng các bác phải canh. Nếu không canh là nó nắng quá rồi nó lâu quá là bình nó sôi hình sục lên đấy. Vì nó sạc xuống dòng điện áp của nó tận 20V cơ. Cái bình AQ acid của các bác là khoảng 14V3 thì đầy. Nhưng mà 20V sạc tất nhiên vẫn được. Nhưng mà phải canh. Đến lúc gần đầy thì mình phải rút nó ra. Chứ còn mình cứ cặp suốt ngày suốt đêm như thế thì nó sẽ hư bình, nhanh hư bình. Đấy, đấy là cái lưu ý trong sử dụng hệ 12V. Tất nhiên là cái hệ 12V các bác có thể sử dụng là quạt 12V, đèn 12V, bơm nước 12V, thậm chí là quạt trần 12V, ấm siêu tốc 12V. Nói chung rất nhiều cái phương án để có thể sử dụng quạt 12V. Đấy, rất là nhiều pin. Nhưng mà em hôm nay video này thì em chỉ giới thiệu với các bác là ba cái loại pin đấy thôi. Đây, và số lượng pin thì đây, dài con hút đây. Đấy, toàn pin 200W anh em nhé, toàn pin 200W. Đấy, thế còn cái tấm trên này là 400W này, 400W 9BB này. Đấy, thế còn bên này thì là 310 này, rồi 365, 370, 395 này, đây là 400 này. Đấy, tổng nghề vẫn còn nữa. Đấy, thì dần dần là các cái video sau thì em giới thiệu cho các bác đây, bên này cũng vẫn còn pin này. Đấy, giới thiệu cho các bác dần dần về các loại pin bên em đang cung cấp tại thị trường nhé. Xin cảm ơn các bác, thấy video hữu ích thì xin đăng ký kênh giúp em để đón nhận những cái video mới nhất. Xin cảm ơn anh em.